nhà thân mến, chúng ta đều biết nha đam là nguyên liệu giải nhiệt hiệu quả và còn làm đẹp da. Nhưng đặc trưng của nha đam là nhớt, và đôi khi vì ngại nhớt mà mình ít dùng nha đam để chế biến. Chưa kể nếu làm không khéo có thể gây đắng nữa. Hôm nay kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn xin được chia sẻ cùng cả nhà một số bước đơn giản để làm sạch nhớt nha đam. Sẵn mình nấu luôn một nồi chè nha đam thanh mát nha. Em dùng 1 kg nha đam. Đầu tiên cả nhà nên cắt bỏ một đoạn ngắn ở đầu và gốc của nhánh nha đam và đợi khoảng 5 phút để nha đam chảy ra hết lớp nhựa màu vàng. Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên giúp nha đam không bị nhẫn đắng đó cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành gọt nha đam. Mình cắt bỏ phần gai hai bên. Rồi em chẻ dọc nhánh nha đam ra làm hai phần bằng nhau. Em gọt bỏ lớp vỏ ở phần mặt lõm của nhánh nha đam. Cả nhà hãy gọt sâu một chút nha, vì nha đam mà còn dính vân xanh của vỏ nhiều quá sẽ gây đắng. Tiếp theo mình dùng dao cắt cạn để chia nha đam thành những miếng nho nhỏ. Sau cùng cả nhà mới cắt tách lấy phần thịt nha đam như thế này. Vì nha đam rất trơn và nhớt nên mình cắt theo phương pháp này sẽ dễ hơn. Cả nhà có thể thấy những miếng nha đam trắng tươi, trơn láng, không bị nhám bởi những đường gân vỏ xanh. Chỉ cần nha đam ra nhựa và gọt kỹ là cả nhà yên tâm không sợ đắng nha. Em nấu sôi 1 lít nước. Em thả vào đây mấy miếng chanh sắc mỏng rồi tắt bếp. Kế đến em cho nha đam vào. Mình trụng nhanh nha đam trong nước nấu sôi ngâm chanh để làm sạch nhớt. Chuẩn bị chậu nước đá lạnh. Em vớt nha đam ra khỏi nồi nước nóng và thả ngâm ngay vào phần nước đá lạnh. Bước này giúp nha đam giòn hơn đó cả nhà. Mình đợi cho đá tan hết rồi cả nhà vớt nha đam ra. Rửa sạch nha đam lại qua 1 hoặc 2 lần nước nữa là được rồi đó cả nhà. Nha đam giờ đây đã sạch nhớt và rất giòn luôn. Cả nhà lưu ý là Duyên Nguyễn không dùng muối để làm sạch nha đam, vì nha đam hút gia vị nhanh lắm, nên dù là một lượng muối nhỏ pha loãng cũng rất dễ gây mặn và làm cho vị của nha đam mất ngon. Giờ thì nha đam đã sẵn sàng để đem đi chế biến thành các món giải nhiệt ngon lành. Em nấu sôi 2 lít nước. Cho vào 1 cuộn lá dứa cho thơm. Em cho 200g đường phèn nguyên chất. Cho 100g nhãn nhục. Mình vừa nấu vừa khuấy cho tan đường phèn và đợi chút xíu để nhãn nhục nở ra. Trong công thức này em dùng thêm hạt chia nữa. Hạt chia có 2 loại là hạt màu trắng và hạt màu đen. Em để thêm 30g kỷ tử. Em cho khoảng 15g hạt chia. Sau cùng em cho nha đam đã làm sạch vào. Với 1 kg nha đam gọt sạch vỏ thì mình thu được khoảng gần nửa ký thịt nha đam. Cả nhà nấu cho nồi chè nha đam sôi nhào trở lại một lần nữa là được nha. Trong nồi chè này mình có nha đam trắng giòn giải nhiệt, có nhãn nhục ngọt thơm, có kỷ tử và hạt chia đẹp dáng, đẹp da, có đường phèn ngọt mát, có hương thơm lá dứa phảng phất. Chè nha đam nấu xong thì cả nhà để nguội hẳn rồi cất ngăn mát tủ lạnh cho chè thiệt là lạnh thì ăn mới ngon nha. Hoặc mình có thể làm lạnh nhanh bằng cách dùng với mấy viên đá lạnh. Những ngày nắng nóng hay những khi cơ thể đang nóng trong người thì mình nấu nồi chè nha đam mát lạnh là phương pháp thanh nhiệt hiệu quả.
và cũng vừa là món tráng miệng ngon lành đầy bổ dưỡng. Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà thực hiện thành công. Thank you.